Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Team tiếp theo là một team dân tầm 500 tỷ, 510 tỷ. Sơ đồ chiến thuật là 4-2-1-3. ST là Eusebio, một icon 2. Mane SBL 5 chơi vị trí cánh trái, cánh phải là Messi, BTB 5. CM sẽ là Zidane, mùa icon 2. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự là Rulit, EBS 5 và Balak icon 4. Bộ tứ vệ gồm Hakimi, mùa Lai cộng 5, Rijkaard mùa icon 2, Araujo mùa WC 2 cộng 5, Walker mùa Lai cộng 5 và Củ Tỏi là mùa Lai cộng 5 luôn. Hơi thọt sâu ba ông LB, RB và GK. Theo mình thì là hơi khó đá nha, nếu mà ở mức răng cao ấy. Tại vì GK phải là tầm 100 trở lên thôi ở thời điểm này. Dưới này có thêm đô béo mà C5 nữa này. Thôi để Eusebio nhé. Ra nếu quốc dân hơn thì để Eusebio bên cánh và thêm rô béo vô nữa là đúng chuẩn quốc dân luôn. Thử với xí lùng vậy. Ôi. Đúng mấy ông ZD tốt nè, mấy cái góc này vẫn có tí gì chết. Để cụ ở chạy phía trước thì khó. Bằng thứ ba chăng? Ôi, chuyện thật sự sáng nước. Lewandowski. Tiếc là bà lắc lấy đà hơi chậm cho nên là bị lộ hết. Có rồi. Cũng môn dâng lên. Đây rồi. Anh này cảm giác cái đó hơi chờ banh vậy. Ba lắc ơi. Nhanh quá. Nhanh. Rai cát này. Zidane. Pha chạy chỗ thì hay rồi đấy.
mà nơi này. Cái chỗ thì rất hay luôn à. Messi. Quá khó. Chết rồi. Tự nhiên bị dính người. Nhưng đối phương sút quá hiền. Phản công. Sao ai team này được, nhìn chung đá vẫn được. Hai hậu vệ biên lúc đầu mình nghĩ là sẽ dễ bị thọt, nhưng mà ở mức răng này có vẻ là vẫn chưa, răng tầm thế giới thì là vẫn chưa bị thọt, nhưng mà lên cao thì mình nghĩ là sẽ bị đánh khá mạnh ấy, nên là nếu mà lên được thì nên lên RB, LB và cả GK nữa. GK mình nghĩ nên đập lên khoảng 100 ấy là ổn áp. Trên này nói chung là ban bậc ok hết anh em nhé. Dứt điểm Lewandowski dứt điểm dẫn bén này. Số thì nó hơi không được đều so với mấy ông còn lại. Mình nghĩ đập lên cộng 2, cộng 3 gì đấy. Đập lên 3 đi thì là đẹp hơn cho cái team quốc dân này. Và trước đó là Eusebio đá cũng rất là ok. Eusebio thì khỏi nói. Nếu mà cân được lương thì có thể đưa Eusebio lên đá cánh trái cánh phải gì cũng được. Đấy cái này thì tùy. Cặp CDM ổn chưa? Cặp CDM này ổn nhá. Balak Gullit thì ngon rồi. Balak cũng ghi được 2-3 quả gì đấy. Gullit cũng vậy. Zidane ghi cũng được khá là nhiều bàn này. Trong những bàn của Zidane cũng tương đối là đơn giản. Tại vì ban bật mượt cho nên là đưa toàn vào những cái thế mà không thể không ghi bàn được. Messi thì dứt điểm tốt nhất thì vẫn là cái chân trái ZD. Liwan thì đập lên cộng 3 nữa suốt cho nó ổn định một tí. Bén hay vẫn bén nhá. Chỉ là những cái góc mà nó hơi khó một tí. Dứt điểm có thể ra ngoài, còn những trái mà dễ thì ăn chặt luôn. Chạy chỗ thì rất hay luôn, nãy giờ anh em xem anh em sẽ thấy rất thích đánh ra phía sau lưng hàng phòng ngự, cho nên là gặp những ông chuyền chọt tốt như Zidane thì dễ đi chọc khe. Mané cũng vậy, hay chạy xuống. Và đó là những trải nghiệm của mình với đội hình team quốc dân trị giá 530 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này, và nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhấn subscribe để nhận kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.